kính lạy bổn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đấng từ bi ngài gieo ánh sáng đạo và đời thương thế si mê tham giận lầm lỗi, con cuối xin ơn ngài cứu độ. Ở đây thì gọi là chùa Huyền Trang, cũng là chùa lá, có mấy cái máy ấm tình thương, máy ấm tình thương chùa Huyền Trang nuôi 40 em cô nhi, 20 người già neo đơn ở khắp nơi. Các em có hoàn cảnh mất cha, mất hết cha mẹ ha, như trường hợp là em An mất hết cả cha lẫn mẹ, rồi em Vũ cũng vậy, rồi có em thì mất mẹ còn cha, tức là 40 cô em cô nhi nha, đủ 3 miền Nam Trung Bắc, 20 người già neo đơn. Còn ngoài ra hàng tháng còn tôi phải tổ chức bữa cơm dinh dưỡng người già, phát quà tình thương cho 60 cụ ngoại trú bên ngoài, cấp lương thực thực phẩm và cho 60 cụ và 15 hộ chất độc da cam. Hàng tháng tổ chức đoàn y bác sĩ khám bệnh, phát thuốc, phát quà, các nhà tình thương làm cầu làm đường, rồi ủng hộ học sinh nghèo, mổ tim, mổ mắt, mổ bốn mổ mắt, xe lắc, xe lăn, ốm đau, bệnh hoạn, tai nạn, chết hơi mầm chôn. Năm rồi do tình hình bão tố thiên tai cho nên ngưng lại, phòng mấy em ngưng lại, chưa được xây dựng. Năm nay bị bão giá cho nên nó còn thảm hại hơn, cho nên phòng mấy em nó bây giờ hiện tại là tường thì chưa to, rồi là cũng làm cái chưa có lót gạch, chưa cửa nẻ vân vân. Cho nên rất cần sự chung tay góp sức, mỗi người một ít, mỗi người viên gạch, người bao xi măng, để có điều kiện làm cái chỗ ăn, chỗ ở cho các em nó được tươm tắt. Ngoài ra chúng tôi còn làm công tác từ thiện bên ngoài nữa, cho nên rất cần sự chung tay góp sức của mọi người. Chủ trương chúng tôi là ăn chay, trồng cây xanh, xài năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, tiết kiệm, làm cho người thì, làm từ thiện, giúp cho người ốm đau, bệnh khổ rất đáng thương. Thì bây giờ các em ở đây thì đủ mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh. Ngày em này mới có 2 tuổi thôi, thì cha đã chết rồi, mẹ em đem từ ở dưới Đồng Tháp lên, nói cho con gửi em để về dưới đem anh lên nữa, thì về dưới là mẹ nó chết luôn. Cho nên bây giờ không biết thằng anh nó ở đâu, cũng không biết nó ở đâu. Cho nên mỗi em mỗi cái hoàn cảnh rất khổ. Cho nên
nhờ tấm lòng hảo tâm của tất cả các quý vị, hiện tại kinh tế rất là khó khăn, nhưng mình tính cách là nhường cơm xẻ áo, nha, mỗi người một ít để góp giúp cho các em nó được ăn, được học, rồi học văn hóa, học ngoại ngữ, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Anh, nha, rồi học võ thuật để tăng cái sức sức khỏe, tăng cường sức khỏe để lớn lên trở thành một người có ích cho xã hội, cho tương lai. Xin chân thành cảm ơn con. Hôm nay em ghé thăm thay mặt các bạn bè ở nước ngoài, em xin gửi tặng một số quà cho các em. Chân chân chúc khách gần xa, phước mà